đang yên đang lành lại thành gọi là đầu gấu. Nhưng con thấy đẹp mà. Đẹp không ạ? Con gái quá mổ. Quá mổ. Trốn lại. Trốn lại. Con đánh ngay không? Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, đấy các bạn nhìn chưa, đây chính là em gái của mình các bạn ạ. Hôm nay sẽ có một màn chôn kết hợp giữa em gái mình với mình các bạn nhá, để trêu mẹ mình các bạn ạ. Hôm nay clip này sẽ cực ngầu và cực bá đạo luôn các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ cho em gái mình xăm kín người, kín chân, kín đùi luôn các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, toàn hình xăm chất và đẹp thôi các bạn ạ. Thì Lương, em có sợ không? Có, sợ mẹ mắng lắm. Đấy các bạn ạ, em gái mình sợ mẹ mắng các bạn ạ. Nhưng yên tâm, đấy đã có anh bảo kê. Em đuổi em ra khỏi nhà đấy. Không sao, anh đã có ngôi nhà Coca Cola rồi, cho mày ở cái ngôi nhà đấy luôn. Rồi yên tâm đi, mẹ không đuổi đâu. Đấy thì hôm nay mình sẽ cho em gái mình xăm kín người với lại kín đùi các bạn nhé. Đấy để xem mẹ mình phản ứng thế nào các bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, đây là những cái hình xăm rất chi là đẹp đó các bạn này. Đây này, đấy, chất không các bạn nhìn chất chưa? Rồng này, cả Tôn Ngộ Không nữa các bạn nhìn chưa? Yeah. Đây này, đấy. Còn đây là Phật Tổ đấy các bạn này. Đấy, toàn hình xăm đẹp thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho em gái mình xăm nhá. Các bạn ơi, đây chỉ là những cái miếng xăm dán thôi các bạn nhá. Có thể rửa đi được các bạn nhá, không phải là xăm thật đâu. Đấy, được chưa? À các bạn ơi, các bạn thấy quý đứa em gái mình thì đăng ký kênh Thanh Lương Vlog để ủng hộ cho em gái mình các bạn nhá. Đấy, thì link kênh mình để phần mô tả của video này. Rồi, bây giờ sẽ đi bắt đầu luôn nhá. Đi. Đấy, mình sẽ đi dán miếng xăm này vào đùi em gái mình các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ là người xăm trổ. Đấy, xăm trổ các bạn ạ. Giang hồ. Giang hồ các bạn ạ. Đấy. Giang hồ mõm các bạn nhá. Đấy. Rồi ok, let's go. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu dán miếng xăm này lên cho đùi em gái mình các bạn nhá. Đấy, mình rất chi là thích cái hình cô gái này các bạn này. Đấy, xăm rất chi đẹp. Đùi trước anh ạ. Đấy. Sau đó là Tôn Ngộ Không các bạn nhá. Rồi bắt đầu. Đâu, bành đùi đây. Đây đùi này nhá. Đấy. Các bạn ơi, con em gái mình đùi nó không được trắng lắm các bạn ạ. Con gái con đứa mà đùi nó thân thì các bạn. Mua này. Đòi đùi chắc. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ dán các bạn nhá. Đấy. Bóc 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 bóc. Vì một video thú vị mình sẽ chịu khó các bạn nhé. Hôm nay kết hợp của em gái mình nữa thì thôi rồi. Đấy, bóc 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 các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Mình bóc các bạn nhìn nhá. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Nó hơi bị ấy. Rồi bóc 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 bóc. Các bạn thấy mình giống răng không? Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đấy, đây này. Đấy các bạn nhìn nhá. Đó. Ui giời ơi. Đứa em gái mình nó nghịch không các bạn nhỉ? Rồi, còn một tay nữa các bạn nhá. Yeah, Phật Tổ các bạn nhỉ? Mình bóc các bạn nhá. Đây. Đây mình bóc này. Wow. Mặt tổ này không rõ lắm các bạn nhé. Đấy tí nữa nó sẽ ẹp vào nó đẹp hơn.
Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn gì chưa? Ui giời ơi, đây này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, em để bình thường thôi, để tay bình thường thôi, để anh ra, ấy, hạ tay xuống. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, bên đây phải em gái mình các bạn nhìn chưa? Ui giời ơi, đùi này các bạn này. Đấy. Đấy, hình bên này đấy, ê bên này Phật tổ này, theo Tô Ngộ Không này. Đấy, mình sang một bên các bạn nhá. Đấy, Phật tổ này, Tô Ngộ Không này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn chưa? Đó. Đấy, các bạn ạ, nhìn đứa em gái mình mà không thể yêu thương nổi luôn. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ về trêu mẹ nhá. Về luôn nhá. Đấy, yên tâm, có anh bảo kê không phải lo. Rồi, đi, về. Các bạn ơi, đấy, bây giờ mình sẽ cho đứa em gái mình về để khoe mẹ mình các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ôi, ngột quá. Mẹ, mẹ, anh bảo này, mẹ mà cần trời đuổi, cứ chạy thật nhanh là được. Mẹ đọc. Ôi, mẹ. Ôi dồi ôi. Mẹ thấy con có hôm nay có xinh không? Thế sao con lại sao mới lai? Đẹp ơi. À, mẹ đẹp không? Đẹp cái gì mà đẹp hả con ơi? À, ai bảo con xăm? Con đứa bạn con xăm con bắt chiếc nó à? Khổ. Con hai con đứa. Xem cho anh nhỉ? Chất. À không? Đã. Thế ai bảo em xăm? Đâu con biết đâu ấy, lương nó tự xăm chứ con biết đâu ấy. À. Khổ. Thầy đại muốn chết con hai rồi. Con đứa đang hiền lành giản dị bây giờ lại thành nhóng nha nhóng nhảy. Mẹ đừng nạt họ nữa, con thấy bạn bè của xăm đời. Con này chất mà. Dạ, chất nhỉ. Chất cái gì mà chất? Đó. Đẳng cấp đi, con thấy. Con đánh quá mổ. Mẹ nghe con nói này. Hôm nọ con đi xem bói, thầy bói bảo con xăm hình mới có người yêu. Thế thầy bói ở đâu? Thầy bói ở làng xe kìa. Đưa mẹ đến. Thầy bói bảo xăm hình mà là có người xăm yêu. Xăm hình con mà lấy được chồng. Ôi ơi, chú không này. Thật, à. Của tác ạ. Ui, chết đấy. Đẹp không? Đẹp. Bật tố vậy này. À. Có ăn cái tác không? Đang yên đang lành lại thành con là đầu gấu. Nhưng con thấy đẹp mà. Đẹp không mẹ? Con gái quá mổ. Quá mổ. Trốn lại. Trốn lại. Con đánh ngay không? Có biết rồi, lương nó tự xăm ấy. Mẹ cứ nhìn con mà anh lừa em à? Con xui em à? Không con lừa đâu. Chân tay của nó, mày con làm gì của nó? Anh đừng có mà hai mặt nhá. Này, con không xui đâu. Không, đang yên, đang lành, cảm gì con ơi. Dạ ơi. Thế này mẹ còn mặt mũi lao mà ra đường nữa à con? Con lớn mà con mũi lắm. Anh Hưng xui con xăm đấy. Con không xui đâu mẹ. Sao lại xui em đấy à con? Con tác này này. Anh đừng có mà hai mặt nhá. Mẹ ơi. Con lại xui em như thế. Nó 17 tuổi đầu rồi, bây giờ nó lớn rồi, ai xui được nó? Nó xăm cái này thì ai xui được? Các con không nhìn thấy các chị gái ở hàng xóm ấy. Hiền lành giản dị có phải là mẹ mát mày mát mặt không? Làm ăn thế này con thấy đẹp mà. Mẹ còn thấy mặt mũi lao mà mẹ ra đường nữa à con? Mẹ thuật đấy mẹ. Ôi kí lết người. Đấy, thể hiện mẹ. Chất. Có nghĩa là bá đạo. Bá đạo. Sao đen? Ra ngoài đen. Không ai bắt nạt con. Mẹ cứ cho cán chổi cho con. Đưa ngay em ngay đi xóa mà. Con không con không xóa đâu. Con có xui đâu ơi. Đi anh xóa. Anh không xóa. Con không xui. À, anh em xóa con. Mẹ cứ cho anh ăn chổi mẹ ạ. Em đang yên đang lành, hiền lành giản dị. Anh không xui mặt, mặt. Anh không xui mày, mày đâu nhá. Anh đừng làm mặt nhá. Rồi mới xóa. Không xui mặt cái nhà này nữa. Anh nhá, lần sau em không bao giờ em kết hợp với anh nhá. Lần sao? Anh đừng như thế. Lần sau em không bao giờ em kết hợp với anh cho mẹ. Làm sao? Các bạn ơi. Thôi đừng có giận. Bênh mình sau này nật bạn mình. Con em mình chạy cũng nhanh nha các bạn ạ. Chạy nhanh hơn cả mình các bạn ạ. Tí nữa bị cán chổi các bạn. Đấy. Tí các bạn ơi.
clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Các bạn quý em gái mình thì đăng ký kênh Thanh Lương Vlog ủng hộ em gái mình các bạn nhé. Đấy, bye bye. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.